Ôi rồi ôi, tặng vợ hẳn con C thì cũng ra gì và này nọ phết đấy, tha hồ mà đi chơi. Vâng, xin chào quý vị và các bạn, chào tất cả các anh em. Audi Q7 là một trong những cái mẫu xe mà tôi rất yêu thích về thiết kế và chi tiết, đặc biệt là cái không gian nội thất đấy. Một mẫu Audi Q7 mới hôm trước tôi giới thiệu với quý vị và các bạn sử dụng cái động cơ 3.0 Audi Q7 TFSI 55 là giá bây giờ khoảng 4 tỷ tư nhỉ, lăn bánh cộng thêm tất tật nữa thôi tròn 5 tỷ. Nhưng cũng có một cái lựa chọn như thế này, Audi Q7 chưa được facelift như cái bản hôm trước, sử dụng cái động cơ nhỏ hơn, lướt giá 2 tỷ 9, 2 tỷ 9 trừ đi 5 tỷ, lời ra 2 tỷ 1, đúng không nhỉ? Mình cộng có đúng không nhỉ? Đúng đấy, 2 tỷ 1. Chiếc xe này là biển thành phố, chỉ thêm 2% phí trước bạ này trên cái giá xe cũ, cộng một chút nữa thôi thì chúng ta có một mẫu Audi Q7 cũng rất đẹp. Ô đô của mẫu này theo cái đồng hồ ấy là nó 18.000 mai. 18.000 mai nếu mà chuyển đổi sang km nó loanh quanh khoảng 2 vạn 9 nhỉ. Mà xe này, bây giờ mình bắt đầu đi vào chi tiết xe đẹp nhé. Lưới tản nhiệt single frame nhưng chưa theo kiểu cái nan dọc như cái bản hôm trước. Nhưng dù sao nó vẫn đẹp. Có hệ thống Quattro. Hôm trước đăng lên có anh em bảo Quattro đỉnh hơn cả X-Drive hay là 4MATIC. Cái đấy thì mình cũng không khẳng định, bởi vì đỉnh theo một cái nghĩa như thế nào, đường nào, nó có nhiều điều kiện lắm. Thì hôm nào có dịp anh em mang ra chúng ta cùng thử nhá. Thử vài bài, lấy 10 bài xem chiếc nào ăn chiếc nào, khi đấy chúng ta mới nói chuyện. Chiếc này thì cái mặt trước nó rất là đẹp. Đó, đây. Con này không có đèn gầm, nhưng mà có cái gói trang bị kit, body kit cũng khá đẹp này, chrome này. Mà ở đây bạn xem này, chạy tính ra mới có 3 vạn, mới tinh nhìn đình, đèn full led. Mà nói về đèn nhá, yêu Audi nhất luôn, nó tinh tế. Rồi đấy, mâm 20, mâm này là tùy chọn mâm đẹp, lốp 285. Nhân tiện đề nổ cái máy cho các bạn xem cái hệ thống treo trước, rồi lật cái nắp capo lên. Đây ạ, cái hệ thống treo này, cái hệ thống treo đấy. Hơi khó nhìn một tí nhở. Mình thì nói chung là không có cái thói quen chui xuống gầm xe. Mình đánh lái hết rồi xem được bao nhiêu xem thôi nhá. Càng nhôm này, kiểu theo là càng kép, trên dưới nó tách được cái hệ thống lái ra. Chính vì vậy mà khi mà chúng ta tăng tốc đột ngột hay là vừa cua vừa đánh lái, đạp ga lên ấy, thì nó sẽ không ảnh hưởng tới cái chuyển hướng rồi cái khung gầm, kiểu thế. Tóm lại là lái sướng. Mình cứ chốt với nhau một câu như thế để cho nó nhanh. Lật cái nắp capo lên ạ. Hầu hết những cái xe sang ấy thì đều dùng cái công nghệ vật liệu nhẹ, từ máy đến khung gầm đến nắp capo, nó rất nhẹ, nó hợp kim nhôm nhẹ, rất nhẹ, cách âm rất tốt, mà đóng lại chả nghe thấy tiếng nổ gì luôn. Bản này TFSI 45 sử dụng cái động cơ 2.0 252 ngựa, mới tinh. Xem tí keo chỉ nhá, nguyên bản hết này. Chiếc này mình mượn ở Auto 568. Mà ai mà quan tâm mà muốn xem thì cũng cứ check cho kỹ. Nói chung bây giờ mình cứ mời chuyên gia check này, check hãng, check chéo, check đủ kiểu đi. Bởi vì nếu mà ai cũng lo lắng mua một chiếc xe qua sử dụng mà, mà bây giờ mua xe mới chắc gì không lỗi. Chắc gì, đúng không ạ? Ok. Ô tô nó hàng mấy chục vạn chi tiết. Nếu như so với GLE thì mình còn thích cái phần này cực kỳ luôn. Nó nhìn nó tinh, nó đẹp. Nhân tiện đây thì mức tiêu thụ nhiên liệu của hãng công bố hỗn hợp 7,4, đô thị 8,9, đường trường 6,6. Tin được, tin được nếu mà chúng ta chạy một mình không có tải. Quattro nổi tiếng. Vòm bánh xe đi ít hay nhiều chúng ta cũng có thể nhìn vào đây này. Mâm
khi mà kiểm tra chúng ta cứ kiểm tra kỹ đi, lốp mâm đã đổi chưa, mâm này lốp Pirelli hàng thửa, có thêm cái bộ kit cũng đẹp, trước này chưa có cam 360, bốn cảm biến sau, một cam lùi. Ở cái đời mới thì thay đổi cái đèn đuôi theo cái công nghệ chiếu sáng, nó chéo như này. Bản này mà dù sao nó vẫn đẹp, chênh nhau 2 tỷ mốt. Suy nghĩ nhiều phết. Bản 5+2 không gian rộng mà đồ bên trong rất đẹp. Đây ạ, các bạn nhìn cái phần keo chỉ, mọi thứ rất đẹp. Đến cái ni lông này nó còn chưa bóng, chưa bóc. Đây ạ, còn nguyên. Mà cái sàn phẳng này mà khi mà chúng ta kéo này, Kéo vali đấy, thoải mái. Mà ông chủ chiếc xe này nói giữ gìn thật, xe sạch bong, thơm. Không hiểu dùng nước hoa gì thơm thế. Anh ơi, anh dùng nước hoa gì anh comment hộ cái, để em còn biết đường, em còn mua em đi chơi. Đẹp. Ghế sau thì cũng vậy thôi, chưa phải treo khí nén nên không nâng hạ được gầm. Nhưng mà đấy, các bạn nhìn này. Đấy, kéo ghế lên nào, kéo ghế lên. Rồi, gập xuống, cả hai đều gập nhá. Nhưng mà nhớ là điều chỉnh cái hàng ghế thứ hai kìa, là phải hợp lý, nếu không nó sẽ bị kẹp. Cảm biến 4 cửa, mở 4 cửa, cửa hít. Thường thì Audi ở Việt Nam đang bị anh em hay nói, nhắc nhở rằng là trang bị ít đồ. Thế thôi, lại phải qua Mỹ mua các cái bản, toán bản cao, bản siêu to, đồ khổng lồ, đẹp. Để xem nào. Đây nhá, cái phần ngồi kìa, phần ngồi này. Mình nghĩ chiếc này cũng đang còn giữ nguyên bản này, có túi khí bên hông này. Chưa làm gì luôn. Nội thất đang còn mới quá. Bên thành cửa. Cũng như cái Audi hôm trước, cái Q7 hôm trước mình giới thiệu quay nhanh tại showroom nhỉ. Ở đây có thêm giàn lộn. Đẹp, nói chung chi tiết của Audi là đẹp. Màn hình này chắc màn hình 7 inch. Chờ một chút, điều hòa 4 vùng độc lập sẽ nổi lên, mát lạnh. Bật cái nhạc đi, có cảm ứng không? Không cảm ứng. MMI này chưa có cảm ứng. Mới thì có cảm ứng rồi, mình phải xoay qua cái nút này, menu này. Quay trở lại, mỗi cái một màu. Vehicle là có mấy chế độ lái, off-road, comfort, auto, dynamic, 5 chế độ, individual nữa. Đời này thì tùy biến chưa được sâu lắm. Drive assistant xem có cái gì nào. Có cảnh báo này, hỗ trợ đỗ này, cảnh báo thôi. Tiết kiệm. Rồi mấy cái này thì cũng cơ bản. Chưa có những cái gói kiểu như là adaptive cruise control, phanh khoảng cách, rồi phát hiện người đi bộ vân vân. Chưa có. Ok. Tính năng thì cũng rất là cơ bản. Nhưng đẹp. Đẹp thật, các bạn nhìn. Các bạn nhìn cái phần cửa gió điều hòa. Rồi cho đến các cái chi tiết ở dưới này. Sao mà nó tinh đến cái chữ Quattro này. Nó thật sự là nhìn nó đẹp. Mà chiếc xe này chạy được 3 vạn rồi. Đấy. Mới khủng khiếp. Ở đây lại có thể chọn được drive mode này, drive select này. Tự động tắt bật này, traction control này, hỗ trợ đổ đèo này, bật tắt màn hình này. Đấy, thu thò này. Các chi tiết này. Các bạn nghe thấy không? Tách, 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 tách. Đẹp quá. Biết bản này đã có nước hoa chưa? Nghĩ là cũng chưa có nước hoa đâu. Có gói audio, những cái này tiêu chuẩn rồi. Và cái thứ hai nữa mình cũng rất thích là cái phần cần số. Đấy, cần số này yêu thế như của chiến đấu cơ nhỉ. Cần số điện tử này, lùi này. N, D. Đẩy sang nào? Đẩy sang đây là F, là Sport. VP. Tự động bật ngắt động cơ, phanh tay điện tử. Nói chung về cái sự sang trọng, sự tinh tế, hay gọi chung là luxury ấy, thì thực ra đẹp. Đẹp thật, nhìn cái chi tiết đẹp quá. Lấy chuyển số sau vô lăng có các điều khiển trên vô lăng cũng vậy thôi. Có sưởi vô lăng này. Đây có sưởi vô lăng. Vô lăng thiết kế đẹp nhờ. Chơi quả phong cách S-Line nữa, đáy bằng nữa thì tuyệt vời không. Không có cảnh báo điểm mù, các cái gói công nghệ cao kiểu như adaptive, rồi phanh khoảng cách, rồi phát hiện người đi bộ, lane keeping, chưa có. Đấy,
có phải yêu không? Có thì thực sự là Q7 mà bán cái giá đấy thì kể cả đời mới bây giờ. Quá đẹp luôn. Một ghế điện là hai bên. Không nhớ ghế, bên phụ không nhớ ghế, bên lái nhớ hai vị trí. Nói chung là của bền thì tại người, kể cả đi 3 vạn, đi ít thì là ngon thôi. Còn nếu mà dùng mà như phá thì đi 1 vạn thì cũng khó nói nhỉ. Ví dụ mầm miếc đi cái vỉa hè quẹt một búp thì giỏi lắm. Gương không viền, chống chói. Ok. Chưa có sunroof, chưa có panorama, mình ra hàng ghế sau đi. Rèm che nắng, kéo bằng cơ. Điều hòa phía sau hai vùng độc lập. Vị trí ngồi rất rộng, độ ngả này tốt. Audi nhá, kể cả cái Q3 mình ngồi, cái phần trần này rất là cao. Nếu như mà nói về cái không gian ngồi này, cộng với cả độ hoàn thiện của chi tiết này, trông nó sang chảnh, trông nó tinh tế này, Audi mình thích. Ngay cả bên thành cửa các bạn sẽ thấy cái sự phối hợp giữa các chi tiết ốp màu sáng da. Kể như mà cái hệ thống loa này mà thành loa B&O nữa thôi thì mà loa B&O xin thưa với quý vị và các bạn nhé, tôi nghe là tôi ngất ngây luôn rồi đấy. Hôm trước tôi thử hệ thống loa trên trên cái gì nhở, trên Lamborghini Urus, bật lên cái thôi ngất, không muốn nói gì nữa bởi vì nó quá hay, chỉ muốn ngồi nghe thôi. Đây ạ, một chiếc xe này còn chưa bóc những cái phần giấy bóng ở trên thành cửa đây ạ, tôi để nguyên cho nó zin. Đời mới bây giờ có cái tùy chọn cả Virtual Cockpit nữa. Màn hình 12 inch phía trước này hiển thị đầy đủ các cái thông số. Thực ra mình rất nể Audi thiết kế. Cần số này, D này. Máy 2 chấm. Máy 2 chấm, 252 mã. Bây giờ xu hướng xe Đức sẽ làm ra những cái máy 2 chấm. Rồi máy chấm 4, chấm rưỡi, chấm 6 cho các thị trường châu Á. Nó nhiều yếu tố lắm, một là tiết kiệm, hai là cũng kinh tế, cái thứ ba là có thể là về thuế nữa, êm nhỉ. Xe Đức dù sao nó vẫn êm. Nó êm quá, mà cái không gian nhìn nó tốt. Nó êm quá. Và cái vùng chữ A này, cái trụ chữ A này thiết kế cực hay luôn. Đây, cái phần kính nó ôm trọn xuống phía dưới. Tầm nhìn thoáng vô cùng luôn. Điểm chết ở đây gọi là được giảm tối thiểu luôn. The Remote Dynamic đi. À, chấm yếu không, ép ngay này. Úi dồi ôi, chả có yếu tí nào. Mà chạy rất gọn gàng nhá, máy êm do. Ôi chuẩn xe Đức. Mình nghĩ là có Quattro, nhưng mà cái Quattro của Audi ấy nó sẽ chạy cực hay ở đường phẳng, đường cao tốc. Còn nếu mà để đi off road thì nó còn lại còn nhiều yếu tố, nó lại còn góc thoát trước, thoát sau, rồi góc vượt đỉnh dốc nữa. Nó còn nhiều yếu tố lắm. Mà những chiếc xe này chạy trên những cái đường cao tốc thì chúng ta sẽ thấy cái hệ thống phân bổ của nó thật tuyệt vời. Nếu như nhá, một chiếc Q7 mới 55TFSI lăn bánh nó rơi vào khoảng 5 tỷ. Rồi, nếu như một cái bài toán đặt ra là chúng ta mua một chiếc xe này là 2 tỷ 9. Rồi, lăn bánh luôn. Chưa đến 3 tỷ. Còn dư tới 2 tỷ thì vẫn có thể lăn bánh tiếp một em 3 series. Đấy. 320i Spotlight, Spotlight Plus gì đấy đúng không ạ? Rồi C. Rồi gì nữa nhỉ? GLC. Đấy, quá nhiều lựa chọn. Thế thì thôi, xe chồng đây, xe vợ kia. Ui dồi ôi, tặng vợ hẳn con C thì cũng ra gì và này nọ phết đấy. Tha hồ mà đi chơi, có visa đi chơi. Nói vui vậy thôi nhưng mà chiếc này còn quá ngon. Ngon thật. Đết 2018 à, chiếc này đết 2018. Mà cách âm thì... nhập khẩu từ Đức, Audi chắc không phải nói nhiều nhở. Đường đúng là tan tầm đông quá, quay thử một cái xem nào. Ôi dồi ôi, sao mà nó gọn. Gọn như Q3, gọn như Q5. Gọn như Q3 thì hơi chém nhưng mà phải nói là gọn như Q5. Các bạn sẽ nhìn thấy này, toàn bộ các cái đường, hai cái đường ở bên thành cửa. Rồi mọi thứ nó vươn hết ra cái điểm tụ phía trước. Và lái xe thì chúng ta luôn luôn phải nhìn một cách xa, rộng hai bên và có cái điểm tụ phía trước, thì cái Audi Q7 này nó cho tôi một cái cảm giác như vậy. Nếu mà mua chiếc xe này so với mua một bản mới thì phần pha của bạn là sẽ là một chiếc C hoặc một chiếc 3 series đấy. Lăn bánh mua mới 100% luôn.